Lần đầu tiên trong lịch sử, Taliban dùng máy bay tấn công quân Afghanistan. 14 tháng 8 năm 2021. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Việc chiếm được Kandahar được xem như chiến thắng biểu tượng đối với Taliban vì đây chính là nơi lực lượng này hình thành vào những năm 1990. Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul 50 km. Lần đầu tiên trong lịch sử, Taliban đã triển khai máy bay của họ để tấn công quân đội chính phủ Afghanistan. Khoảng một ngày trước, Taliban đã bắt được ít nhất hai máy bay trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất, trước đó đã được đưa vào trang bị cho không quân Afghanistan. Được biết, có tổng cộng 4 chiếc máy bay lên thẳng đã rơi vào tay những kẻ khủng bố, nhưng chỉ có 2 chiếc trong số đó ở tình trạng tốt. Theo giới quan sát Nga, trước sự đe dọa về khả năng sẽ hứng chịu các cuộc đáp trả, các chiến binh Taliban đã buộc các phi công phải cho các phương tiện chiến đấu đã tịch thu được cất cánh. Điều này được thực hiện không chỉ để chuyển lực lượng của Taliban về phía thủ đô Kabul, mà còn để tấn công vào quân đội Afghanistan, lực lượng vũ trang chính phủ vẫn đang nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố. Trong đoạn video được truyền thông Nga công bố, người ta có thể thấy cách trực thăng Mi-17 vận chuyển các chiến binh và vũ khí đến khu vực tiền tuyến gần Kabul. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Việc chiếm được Kandahar được xem như chiến thắng biểu tượng đối với Taliban vì đây chính là nơi lực lượng này hình thành vào những năm 1990. Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul 50 km. Cần lưu ý rằng trước đó, các chiến binh đã buộc các phi công bị bắt thực hiện một số cuộc tấn công tên lửa vào các vị trí của quân đội Afghanistan, điều này cho phép Taliban tiến hành các chiến dịch tấn công quân chính phủ thành công trong tương lai. Đáng chú ý là thực tế có ít nhất 6 trực thăng tấn công Mi-35 bắt giữ nữa có thể được bố trí tại các khu vực mà các tay súng Taliban đang hướng đến, điều này có thể đẩy nhanh đáng kể việc chiếm thủ đô Kabul. Vì lý do gì, quân đội Afghanistan đã từ bỏ các phương tiện chiến đấu hoàn toàn hoạt động người ta không biết, tuy nhiên, trong 48 giờ qua, có tới 2.000 quân nhân đã đào ngũ khỏi quân đội Afghanistan, điều này cho thấy một tình huống hoàn toàn thảm khốc. Trước đó Nga đã nhận được yêu cầu mua một lô trực thăng vũ trang của quân đội Afghanistan, nhưng phía Nga đã không phản hồi lại đề nghị này theo báo hàng không chuyên nghiệp. Xét tình hình hiện nay, việc Nga từ chối bán máy bay trực thăng vũ trang cho Afghanistan theo đề nghị cách đây không lâu, có lẽ cũng là hợp lý. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Việc chiếm được Kandahar được xem như chiến thắng biểu tượng đối với Taliban vì đây chính là nơi lực lượng này hình thành vào những năm 1990. Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul 50 km. Venezuela mua 12 triệu liều vaccine COVID-19 của Cuba. 25 tháng 6 năm 2021, Cuba khẳng định vaccine Abdala hiệu quả hơn 92%. Bộ Y tế đàm phán để sản xuất vaccine COVID-19 của Cuba. Chính quyền Venezuela thông báo đã đạt thỏa thuận mua 12 triệu liều vaccine Abdala của Cuba, dù loại vaccine này chưa được cơ quan y tế Cuba hay Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê chuẩn. Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Maracay, Venezuela ngày 8 tháng 6 năm 2021. Phó Tổng thống Venezuela bà Delcy Rodriguez ngày 25 tháng 6 nói nước này đã nhận được lô vaccine Abdala đầu tiên và nhiều triệu liều nữa sẽ được chuyển đến. Chúng tôi rất biết ơn vì số vaccine này sẽ được đưa vào chương trình tiêm ngừa của Venezuela và chúng tôi đã ký hợp đồng phân phối 12 triệu liều vaccine Abdala sẽ nhận trong những tháng tới, hãng tin AFP dẫn lời bà Rodriguez nói. Không rõ bao nhiêu liều vaccine đã được chuyển cho Venezuela trong đợt đầu tiên. Vaccine Abdala đã xong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn. Công ty dược nhà nước Bayer Cuba Pharma của Cuba hồi đầu tuần tuyên bố vaccine này có hiệu quả bảo vệ lên đến 92% trước SARS-CoV-2. Nếu được thông qua, đây sẽ là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được sản xuất ở Mỹ Latin. Ngoài Abdala, Cuba cũng đang phát triển một loại vaccine khác là Soberana 2. Thông tin mới nhất cho thấy loại vaccine này có hiệu quả khoảng 62% sau 2 liều. Venezuela đã nhận được tổng cộng 3,5 triệu liều vaccine do Nga và Trung Quốc tài trợ kể từ tháng 2 năm 2021. Nước này đặt mục tiêu tiêm cho 70% của 30 triệu dân trong năm nay. Nước này cho rằng việc chậm chạp triển khai tiêm ngừa trong nước là do Mỹ. Các quan chức Venezuela tháng trước nói các khoản tiền trả cho chương trình chia sẻ vaccine COVAX đã bị chặn lại. Các nước giàu đã phá hoại cơ chế đoàn kết phân phối vaccine cho thế giới.
họ muốn dùng vaccine như một công cụ tống tiền chính trị, bà Rodriguez cáo buộc. Venezuela đề xuất đổi dầu lấy vaccine phòng COVID-19. Chiến sự Afghanistan, Taliban chiếm cửa ngõ phía nam thủ đô Kabul. 14 tháng 8 năm 2021. Vì sao Trung Quốc khó xử với tình thế tại Afghanistan? Đại sứ Afghanistan kêu gọi Trung Quốc tăng sức ép lên Taliban. Ngày 14 tháng 8, quan chức Afghanistan cho hay lực lượng Taliban đã chiếm thêm một tỉnh ngay sát phía nam thủ đô Kabul. Tổng thống Ashraf Ghani nói trọng tâm hiện nay là ngăn bạo lực leo thang. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Việc chiếm được Kandahar được xem như chiến thắng biểu tượng đối với Taliban vì đây chính là nơi lực lượng này hình thành vào những năm 1990. Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul 50 km. Tổng thống Ashraf Ghani tới Mazar-e Sharif, khu vực phía bắc Afghanistan đang bị Taliban tấn công theo Reuters. Chiều 14 tháng 8 theo giờ Việt Nam, hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin trong chính quyền địa phương nói Taliban đã chiếm thành phố Pawalam, cách thủ đô Kabul 70 km. Theo lời người này, các tay súng Taliban đã không gặp nhiều sự kháng cự trong lúc chiếm Pawalam, khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Logar phía nam Kabul. Trong chưa đầy 3 tuần từ lúc Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã chiếm ưu thế mạnh mẽ trước sức kháng cự yếu dần của chính quyền Afghanistan. Lực lượng này đã chiếm hầu hết các tỉnh lỵ ở phía Bắc, Tây và Nam Afghanistan. Hãng tin AP cho biết phía Taliban cũng bắt giữ các quan chức tỉnh Logar. Bà Hoda Ahmadi, một nghị sĩ ở Logar, cho hay Taliban đã tới quận Chaosiap, cách thủ đô Kabul chỉ 11 km. Đồ họa của đài Al Jazeera về các khu vực do Taliban và chính quyền Afghanistan kiểm soát tính tới ngày 13 tháng 8. Như vậy, Taliban đã chiếm thủ phủ của 18 tỉnh ở Afghanistan, màu vàng và cam, trong khi phần lãnh thổ màu xanh của chính quyền Tổng thống Ghani bị thu hẹp đáng kể. Thành phố Pawalam thuộc tỉnh Logar sát Kabul là nơi mới nhất rơi vào tay Taliban. Cùng ngày, Taliban cũng tấn công từ nhiều hướng vào thành phố phía bắc Mazar-e-Sharif, dẫn đến giao tranh dữ dội tại ngoại ô thành phố này. Chưa rõ mức độ thương vong ra sao, chiều 14 tháng 8, Tổng thống Ghani cũng phát biểu trên sóng truyền hình. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông trước công chúng trong giai đoạn Taliban chiếm ưu thế dữ dội vừa qua. Ông Ghani cho biết đang đặt ưu tiên hàng đầu vào việc ngăn bất ổn, không để thiệt hại thêm nữa về vật chất cũng như tính mạng người dân. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Việc chiếm được Kandahar được xem như chiến thắng biểu tượng đối với Taliban vì đây chính là nơi lực lượng này hình thành vào những năm 1990. Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul 50 km. Tổng thống Afghanistan cho biết đang tham vấn cùng các lãnh đạo địa phương, các đối tác quốc tế về tình hình hiện nay. Là tổng thống của các bạn, mục tiêu của tôi là ngăn bất ổn, bạo lực và việc nhân dân của mình mất nhà mất cửa, ông nói. Hôm 8 tháng 8, người phát ngôn cho văn phòng chính trị của Taliban nói với đài Al Jazeera rằng không có thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng này với chính phủ Afghanistan, đồng thời dự báo về khả năng Mỹ can thiệp sâu hơn vào tình hình quốc gia Tây Nam Á này. Trong khi đó, vào ngày 28 tháng 7 năm 2021, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng cảnh báo Afghanistan sẽ trở thành một quốc gia không được thừa nhận nếu phiến quân Taliban giành quyền kiểm soát đất nước Tây Nam Á này bằng vũ lực và không tôn trọng quyền của người dân. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Việc chiếm được Kandahar được xem như chiến thắng biểu tượng đối với Taliban vì đây chính là nơi lực lượng này hình thành vào những năm 1990. Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul 50 km. Bộ Y tế đàm phán để sản xuất vaccine COVID-19 của Cuba. 16 tháng 6 năm 2021. Thêm một loại vaccine ngừa COVID-19 có thể sớm được chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, vaccine Abdala của Cuba. Ngày 16 tháng 6, Bộ Y tế cho biết Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vừa có cuộc làm việc trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba, lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật Gen và Công nghệ Sinh học Cuba, Tập đoàn Dược sinh học Cuba về cung ứng vaccine ngừa COVID-19 và chuyển giao công nghệ, đóng ống vaccine này tại Việt Nam. Tại cuộc làm việc, phía Cuba cho biết vaccine có tên Abdala đã qua 3 giai đoạn thử nghiệm trên người, trong đó giai đoạn 1 là 123 người, giai đoạn 2 là 660 người và giai đoạn 3 là 48.000 người. Kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine có khả năng ngăn chặn các biến thể của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Nam Phi và Brazil.
Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba cho biết nước này có thể sản xuất 100 triệu liều Abdala một năm và chỉ sử dụng 30 triệu cho nhu cầu trong nước. Nếu Việt Nam có nhu cầu, Cuba sẵn sàng hợp tác chuyển giao công nghệ, có thể mở thêm 2 xưởng sản xuất để đáp ứng về số lượng. Bộ Y tế cho biết vaccine Abdala sử dụng công nghệ tương đồng vaccine Nanocovax của Việt Nam đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Tại Việt Nam, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang được giao công nghệ vaccine này. Theo thông tin từ Bộ Y tế, thời gian qua bộ này đã tiến hành hàng trăm cuộc đàm phán tìm mua vaccine, nhưng kết quả thực tế rất khiêm tốn. Đến nay Việt Nam mới nhận được gần 4 triệu liều, rất ít ỏi so với nhu cầu sử dụng trong nước. Vaccine Abdala tiêm 3 mũi một người, khoảng cách giữa các mũi là 14 ngày, bảo quản ở nhiệt độ 28 độ C. So với các vaccine đang và sắp đưa vào sử dụng ở Việt Nam, vaccine này có liều tiêm nhiều hơn một mũi tiêm. Vaccine này cũng chưa được sử dụng tại nước nào ngoài Cuba. Tại Việt Nam hiện có 2 vaccine ngừa COVID-19 đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người, trong đó có một vaccine đang ở giai đoạn 3 và một vaccine chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 2. Việt Nam ký kết chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Nanocovax cho Ấn Độ. 10 tháng 8 năm 2021, 2/3 dân số Ấn Độ có kháng thể với SARS-CoV-2. TTO tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, lễ ký kết thỏa thuận bảo mật về việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Nanocovax của công ty Nanogen cho tập đoàn dược phẩm Vecalia, Ấn Độ đã diễn ra tại trụ sở của cơ quan này. Công ty Nanogen sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Nanocovax ngay sau khi vaccine được phê duyệt kết quả lâm sàng giai đoạn 3. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ngày 9 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết ông Yogendra Vecalia, giám đốc điều hành công ty Vecalia Healthcare LLP của Ấn Độ, cùng ông Hồ Nhân, tổng giám đốc công ty Nanogen của Việt Nam, đã ký bản thỏa thuận bảo mật thông tin Non-Disclosure Agreement, NDA, nhằm phục vụ chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối vaccine Nanocovax. Sự kiện được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, diễn ra vào ngày 8 tháng 8 tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam ở New Delhi. Trước đó, công ty Nanogen đã ủy quyền cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Ấn Độ ông Phạm Sanh Châu đại diện công ty để đàm phán với các đối tác tại Ấn Độ về các vấn đề chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax. Việc ký thỏa thuận NDA sẽ là cơ sở để hai bên tiến tới thảo luận sâu hơn về các nội dung hợp tác cụ thể liên quan đến sản xuất, phân phối vaccine Nanocovax quy mô lớn khi các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng khẩn cấp. Nanocovax là vaccine COVID-19 do công ty Nanogen của Việt Nam nghiên cứu, phát triển. Vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, bước đầu cho kết quả tích cực. Hiện công ty Nanogen đang phối hợp các cơ quan trong nước thúc đẩy quá trình thử nghiệm để có thể sớm tiến hành thủ tục xin cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam. Công ty Vecalia Healthcare LLP là công ty con của tập đoàn Vecalia của Ấn Độ, có trụ sở tại bang Gujarat và là tập đoàn đa ngành kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Công ty này vừa nghiên cứu vừa sản xuất trong lĩnh vực y tế và đang có danh mục gồm nhiều sản phẩm, công nghệ y tế. Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ thêm 118.000 liều vaccine Verocell cho các quận, huyện. 14 tháng 8 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại nhà từ 16 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh, thêm Phú Nhuận, Cần Giờ, quận 5 tiêm xong vaccine mũi 1, chuẩn bị tiêm mũi 2. TTO thông tin này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết vào trưa 14 tháng 8. Trước đó, ngày 12 tháng 8, HCDC cũng đã phân bổ 44.000 liều vaccine Verocell cho 17 quận huyện và TP Thủ Đức. Mỗi lọ vaccine Verocell của Sinopharm tiêm được 2 liều. Như vậy, trong 1 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm mà Bộ Y tế đồng ý cho Thành phố Hồ Chí Minh tiêm cho người dân, HCDC đã phân bổ 162.000 liều cho các quận, huyện và TP Thủ Đức. Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 dựa trên sự tự nguyện, người dân đồng ý mới được tiêm. Theo báo cáo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sáng cùng ngày, trong ngày 13 tháng 8, TP đã tiêm được 93.993 liều vaccine COVID-19, trong đó có 17.916 liều của Sinopharm, tất cả đều an toàn. Sáng nay, 14 đến 8, chuyến bay charter của Vietnam Airlines số hiệu VN5515 từ Bắc Kinh, Trung Quốc chở khoảng 17 tấn vaccine Verocell của hãng Sinopharm, tương đương 1 triệu liều, đã đến Tân Sơn Nhất. Lô vaccine này nằm trong số 5 triệu liều vaccine Verocell mà Bộ Y tế đồng ý để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược Sài Gòn Safaco nhập khẩu. Theo Bộ Y tế, vaccine COVID-19 Verocell Inactivated sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products LTD Trung Quốc đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vaccine này cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong tiêm chủng. HCDC cho biết thêm, trong ngày 13 tháng 8, TP không phát hiện thêm ổ dịch mới. Hiện có 20 ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt.